Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Việt Nam ngày nay trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Bản tin ngày 3 tháng 4 năm 2012 có những nội dung chính sau đây. Chờ đợi chiêm ngưỡng những cánh bay Việt Nam trong Festival Huế 2012. Dự kiến sẽ đón khoảng 400.000 lượt du khách, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2012 quy tụ những đội vô địch từ những kỳ lễ hội trước đây. Nguyễn Du và Kiều để lại ấn tượng tốt trong ngày sân khấu thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 4, Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN AMM đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đoàn Việt Nam tham gia hội nghị với vai trò thành viên chính thức. Các bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN thảo luận và trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực quốc tế, đánh giá về việc thực hiện hiến chương ASEAN. Bên cạnh đó, xem xét và thống nhất lần cuối những nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 20, dự thảo tuyên bố Phnom Penh 2012 với chủ đề ASEAN một cộng đồng, một vận mệnh, dự thảo tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về một ASEAN không ma túy vào năm 2015, dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua. Còn tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm 2012, khai mạc cùng ngày 2 tháng 4 tại Hải Nam, Trung Quốc, ASEAN lần đầu tiên trở thành một trong những chủ đề chính được các đại biểu đưa ra nghiên cứu và thảo luận. Đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận với chủ đề Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và hội nhập kinh tế khu vực. Theo đó, Việt Nam khẳng định một ASEAN gắn kết chặt chẽ và năng động là điều kiện tiên quyết trong quá trình phát triển cũng như thành lập khu vực mậu dịch tự do Đông Á. Nếu trở thành hiện thực, khu vực mậu dịch tự do Đông Á sẽ trở thành thị trường lớn nhất thế giới với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng và GDP có thể lên tới 10.000 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề xuất việc thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác vùng và tiểu vùng cũng như việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, học thuật và giáo dục. Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao đã trở thành một sự kiện thường niên bàn về các vấn đề kinh tế khu vực và thế giới. Một hoạt động không thể thiếu thu hút đông đảo du khách và góp phần vào thành công chung của các kỳ Festival Huế, đó là liên hoan những cánh bay Việt Nam. Năm nay, những cánh bay Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 tới tại quảng trường Ngọ Môn và công viên mùng 3 tháng 2. Những cánh bay Việt Nam 2012 sẽ có 3 câu lạc bộ diều với 32 nghệ nhân đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam tham gia. Đó là câu lạc bộ diều Cánh Diều Vàng của thành phố Nam Định, câu lạc bộ diều Huế của Trung tâm Văn hóa thành phố và câu lạc bộ Phượng Hoàng của Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Dự tính câu lạc bộ diều Huế sẽ tham gia trình diễn trên 40 con diều trong chương trình Những cánh bay Việt Nam 2012 với mong muốn tạo sự phong phú, đa sắc màu cho Festival Huế lần này. Hiện câu lạc bộ diều Huế đang làm mới một số loại diều vốn là thế mạnh của Huế như diều mô phỏng hình con và có kích thước lớn, sải cánh từ 3m đến 3,5m. Giấc mơ Đà Nẵng sẽ là điểm nhấn tại lễ hội pháo hoa năm nay. Ban tổ chức trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dự kiến cuộc thi lần thứ 5 này sẽ thu hút khoảng 400.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật. Giấc mơ Đà Nẵng là chủ đề lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến hết mùng 2 tháng 5 tại khu vực Bắc Cầu Sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi năm nay, ngoài đội chủ nhà Việt Nam, còn thu hút các đội đã từng vô địch những năm trước, đó là Farante Fireworks của Ý, vô địch năm 2011, Jacques Corantier Organization của Pháp, vô địch năm 2010, Dragon Dancing Fireworks của Trung Quốc, vô địch năm 2009, Canada vô địch năm 2008. Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đã góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Nếu như năm 2008 mới chỉ có khoảng 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, thì đến năm 2011, con số này đã là 300.000 lượt người, gấp 10 lần so với lần tổ chức đầu tiên. Suốt mấy trăm năm qua, người dân xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã quá quen với việc đào đá ong để làm nhà ở. Cho đến nay, khi mà những công trình hiện đại ngày càng chiếm chỗ, thì những công trình cũ bằng đá ong mang vẻ đẹp hoài cổ vẫn còn được người dân nơi đây giữ lại. Sự tồn tại của những công trình ấy mang đến cho Bình Yên một vẻ đẹp khác lạ, thanh bình trước những xô bồ của cuộc sống. Đi qua mấy chục năm cuộc đời, những ký ức gắn với cổng làng vẫn đong đầy khôn vợi trong tâm trí người đàn ông này. Những kỷ niệm của một thời tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ và cả những kỷ niệm mới ngày hôm qua thôi, tất cả như hội tụ nơi trái tim ông, một người con của quê hương Yên Bình. Và mỗi khi nhắc đến những công trình bằng đá ong của làng, ông luôn kể bằng cái giọng sôi nổi và tự hào nhất. Cổng làng và con voi, cây đa, là giếng nước làng, là cổ. Chúng tôi là thường xuyên là chơi bờ đồi nhỏ. Thế nhưng chỉ biết là thế, các cụ kể những thế.
Thế cũng không ai biết là sới tươi đời nào. Đi đâu mỗi khi đi xa là toàn nhớ về làng, khi có cổng làng cây đa và giếng nước. Đấy, thế nên là chỉ là con cháu chúng tôi đi xa cũng thế. Nếu ai đã một lần đến Thạch Thất, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những ngôi nhà, cổng làng, giếng nước, bờ tường được xây bằng thứ gạch đá ong màu gan gà vàng rộm, sần sùi, thô ráp, nhưng mang một vẻ đẹp mộc mạc trốn thôn quê. Đình làng Yên Mỹ có lẽ là niềm tự hào nhất của người dân Bình Yên mỗi khi nhắc đến công trình đá ong ở đây, bởi gần như toàn bộ kiến trúc của đình đều vẫn vẹn nguyên màu đá, ấm áp và thân thuộc với họ từ bao đời. Hầu hết những công trình mang bóng quê ở Bình Yên vẫn được gìn giữ cho đến hôm nay. Ông voi thờ ở đình hay đôi chiếc giếng làng Vân Lôi hiên ngang tồn tại trước những biến thiên ngỡ như vô tình của thời gian hàng trăm năm nay, khiến Bình Yên vẫn thanh bình như tự thuở nào. Các giếng là hết nước, nhưng mà đấy cái giếng này, cái giếng chua kìa, không bao giờ hết nước. Thế cái nước ở giếng đá ong thì nó có gì khác? Rất ngọt lắm. Ở chính ở vùng ngoài vào đấy chỉ thích uống nước cái nước lạ này, vì nó ngọt ngọt, với toàn mạch đá ong thôi, chứ nó không có mạch đất như ở ngoài các vùng ngoài kìa. Xen giữa những ngôi nhà to đẹp được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhiều người dân ở đây vẫn dành một phần diện tích cho những công trình bằng đá ong. Nét đá ong xưa cũ không mâu thuẫn mà trái lại còn tôn thêm vẻ đẹp cho những ngôi nhà hiện đại. Dường như đá ong nơi đây cũng không phụ công người, bao đời vẫn chất chiêu, thầm lặng, góp thêm vẻ đẹp thanh bình cho chốn này. Bình Yên hôm nay vì thế vẫn mang nhiều bí ẩn cần khám phá. Một lần về với Bình Yên và chiêm ngưỡng những công trình bằng đá ong ở nơi đây, du khách sẽ cảm thấy bóng dáng của những nếp xưa yên bình như chính tên gọi của vùng đất này. Với những công trình bằng đá ong với nét đẹp dân dã, Bình Yên thực sự là một góc lạ của Hà Nội, mang đến những cảm giác đối lập với phố xá ồn ào. Hiệp hội Sân khấu Quốc tế thuộc Tổ chức UNESCO Thế giới vừa tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Sân khấu Thế giới tại trụ sở UNESCO ở Paris. Nguyễn Du và Kiều của Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong giới nghệ sĩ quốc tế khi tham gia trình diễn tại sự kiện. Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tham gia sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Sân khấu Thế giới với tiêu điểm là chương trình biểu diễn ra mắt giới thiệu tác phẩm sân khấu Nguyễn Du và Kiều được thể hiện bằng phương pháp và ngôn ngữ kịch hình thể do nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tác giả, đồng thời là đạo diễn dàn dựng. Vở diễn với lối tư duy và dàn dựng sân khấu hiện đại đã được đánh giá rất cao và để lại ấn tượng tốt trong lòng các nghệ sĩ sân khấu thế giới. Hiệp hội Sân khấu Quốc tế hiện có gần 100 thành viên sân khấu các nước và vùng lãnh thổ tham gia nhằm khẳng định vai trò, vị thế của nghệ thuật sân khấu trong sự phát triển văn hóa của nhân loại, đồng thời giới thiệu với cộng đồng và thúc đẩy ảnh hưởng của loại hình nghệ thuật này tới xã hội đương đại. Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội Sân khấu Quốc tế từ năm 2004. Quý vị và các bạn thân mến, đúng 15 năm sau ngày con tàu đắm Titanic làm khuấy động các phòng chiếu trên toàn cầu, phiên bản 3D của bộ phim đã chính thức ra mắt tại thủ đô London của nước Anh và dự kiến sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18 tháng 5 tới. Tháng 4 này là tròn 100 năm con tàu Titanic định mệnh ra khơi lần đầu và gặp nạn. Năm 2012 đánh dấu 15 năm bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron ra mắt và đã làm nổ tung các rạp chiếu phim trên thế giới với nội dung về vụ đắm tàu này. Bộ phim từng được coi là đắt giá nhất và ăn khách nhất mọi thời đại hơn 10 năm liền với kỷ lục đạt 11 giải Oscar. Những người xem Titanic năm 1997 giờ đây sẽ có cơ hội thưởng thức một trong những tác phẩm điện ảnh hiện đại trong định dạng 3D mà vẫn giữ được vẹn nguyên cảm xúc. Với định dạng 3D, người xem sẽ được thưởng thức những khoảnh khắc kỳ vĩ và xúc cảm mạnh mẽ cùng câu chuyện tình yêu trong Titanic. Bộ phim sẽ đưa những trải nghiệm của người xem với kỹ thuật 3D lên một trình độ hoàn toàn mới. Vì thế, bộ phim quen thuộc này với định dạng 3D vẫn được nhiều người chờ đợi. Ngày 3 tháng 4, Bệnh viện Bay Orbis bắt đầu triển khai tại Đà Nẵng và Huế chương trình phẫu thuật miễn phí và đào tạo chuyển giao công nghệ nhãn khoa chuyên sâu cho các bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam. Đây là mô hình phẫu thuật và đào tạo nhãn khoa trên máy bay duy nhất trên thế giới.
Chương trình được thực hiện tại Việt Nam lần thứ 5 và là lần thứ 4 đến thành phố Đà Nẵng. Dự kiến trong 3 tuần, hơn 20 chuyên gia nhãn khoa tình nguyện hàng đầu thế giới đến từ Anh, Mỹ, Australia, New Zealand và Ireland sẽ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến cho khoảng 200 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến từ các cơ sở y tế thành phố Đà Nẵng và các cơ sở chuyên khoa mắt trên cả nước. Đặc biệt, bệnh viện sẽ khám, hội chẩn cho gần 250 bệnh nhân và thực hiện khoảng 100 ca phẫu thuật phục hồi thị giác miễn phí. Người khuyết tật vốn mang nhiều mặc cảm về cơ thể và khả năng vận động của mình, nhưng mặc cảm này dẫn đến sự hạn chế trong giao tiếp trong xã hội. Bởi vậy, khi nhắc đến võ thuật dành cho người khuyết tật, nhiều người cho rằng điều đó là không thể. Song gần đây, một lớp học đã được Life Art tổ chức nhằm đem đến cho người khuyết tật cơ hội luyện tập võ thuật và hòa nhập với cộng đồng. Những bước chạy khó khăn, những cú ngã nhào ra sàn, nhưng trên những khuôn mặt ấy luôn nở nụ cười hãnh diện, bởi giờ đây, người khuyết tật, những con người chịu thiệt thòi của số phận đã có cơ hội đến với một loại hình vận động mà xã hội cho là không thể đối với họ, võ thuật. Vĩ đã tham gia nhiều lớp học, những câu lạc bộ đặc biệt dành riêng cho em và những bạn cùng cảnh ngộ, song lớp học này mang đến cho em cảm giác thực sự khác biệt. Võ thuật sẽ mang lại cho em cũng như là các bạn tham gia trong lớp học này nếu luyện tập nhiều sẽ là mang đến cho em về sức khỏe và sau đó là có thể là tự vệ và rất nhiều việc. Cái bài học ở đây tuy là rất ít nhưng tức là nó tạo cho cái người khuyết tật ấy, nó có một cái tức là một cái một trong những cái khả năng để có thể là tự vệ. Nó cũng là một dạng thể thao mà tôi nghĩ là cái ý nghĩa của thể thao nó nhiều hơn. Đấy, cũng là tức là để tăng cái sức khỏe cho mình. Đấy, và một cái thứ ba nữa tức là chính vì có cái chuyện tức là cái gọi là cái võ thuật mà nó tạo cho mình cái sự tự tin hơn. Nắm bắt được những lợi ích đó, giảng viên người Pháp Pierre Davis đã hướng dẫn những người khuyết tật môn võ kết hợp 3 yếu tố: vận động, tư duy và thị giác. Với những bài học như bắt tay, kéo, đẩy, người khuyết tật có đủ bản lĩnh chấp nhận thực trạng cơ thể, không e ngại với những động chạm giữa người và người, không sợ hãi khi đối diện với mọi người trong xã hội. Pierre tin rằng võ thuật dành cho người khuyết tật sẽ còn phát triển hơn nữa. I used to work in Vietnam where I was working in the Vietnam Sport Promotion, which was a company was developing sports. We did some development for martial art, but not targeting the disabled people. And then I went back to France to pass a degree in sports, especially for disabled. So now I start to develop it, but in Vietnam it's the really first time that we do it, but I do plan and I do hope it would be something that will settle down, because I think that the Vietnamese has a huge potential in that, a huge potential, and they really already helped me a lot to develop it here. Có những điều tưởng chừng như không thể đã trở thành có thể ở lớp học này. Dù chỉ một ngày ngắn ngủi làm quen luyện tập với võ thuật, song mỗi người khuyết tật lại cảm thấy đáng quý và trân trọng. Họ còn mong mỏi hơn nữa những lớp học như vậy để họ có thể sống mạnh khỏe hơn, tự tin hơn trong xã hội. Việt Nam là một mảnh đất với nhiều điều lạ lùng. Mảnh đất này có thể là một số du khách mệt mỏi, nhưng với nhiều người khác lại là những kỷ niệm tuyệt vời. Đất nước hình chữ S này có bờ biển trải dài đầy mời gọi với những bãi biển tuyệt đẹp, hải đảo nhiệt đới, cung cấp cho du khách những địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Trên hết, đây là nơi mà dòng chảy cuộc sống phong phú sẽ đem lại cho bạn những khám phá thú vị mà ít nơi nào có được. Đó là những lời kể của nữ phóng viên Jenny Cote trên báo Daily Mail của Anh về Việt Nam sau chuyến thăm của mình. Mời quý vị đến với một số hình ảnh về Việt Nam được nữ phóng viên này chia sẻ trong phút cuối bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.